Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2016. Tôi nhớ rằng là cái kỳ học vừa rồi chúng ta học mấy câu kinh Pháp cũ. Ở đây ai có học cái kỳ rồi kinh Pháp cũ? Không lẽ đây có gì mới hả? Chưa từng học bài kinh đó. Thưa các vị, là bài kinh rất là hay và chúng ta đã học qua tới 3 đoạn rồi. 4 đoạn rồi. 1, 2, 3, 4. Hôm nay chúng ta sẽ học đến 2 đoạn cuối. Lần đầu thì chúng ta học đoạn cuối đó là xa lìa các xa đọa như gió thổi mây bay, vọng tưởng đã lặng yên, tri kiến liền hiện tiền. Hôm nay còn đoạn cuối là trí tuệ quý nhất đời, vui nơi đạo vô vi, nếu chánh pháp thọ trì, sinh tử chẳng còn chi. Giờ mình chép lại một đoạn cuối hôm trước, rồi mình chép đoạn mới rồi chúng ta học một. Mình cũng như biết rằng là khi có những buổi học, các vị nghe mình nói thì các vị quên, cho nên mình cố tình gửi những câu kinh Pháp Cú rất dễ nhớ mà cuối cùng chẳng ai nhớ. Xa lìa các xa đọa. Xa lìa các xa đọa như gió thổi mây tan. Vọng tưởng đã lặng yên, tri kiến liền hiện tiền. Đây là đoạn cũ hôm trước mình học lại. Đoạn mới để chấm dứt bài kinh là trí tuệ quý nhất đời. Vui nơi đạo vô vi. Vui nơi đạo vô vi. Nếu chánh pháp thọ trì, sinh tử chẳng còn chi. Thưa các vị, mình đọc cho các vị nghe đâu lần rồi thuộc luôn, phải mất cảm giác. Xa lìa các xa đọa như gió thổi mây bay, vọng tưởng đã lặng yên, tri kiến liền hiện tiền. Đoạn kế tiếp là trí tuệ quý nhất đời, vui nơi đạo vô vi, nếu chánh pháp thọ trì, sinh tử chẳng còn chi. Rất là dễ nhớ và cũng rất là dễ thuộc. Thế rồi cái điều đầu tiên mình đi vô chia sẻ, mình muốn thưa với các vị cái ý đầu đó là xa lìa ấm nhiễm nha. Mình đi vô từ phần đi gì nhá. Ý đầu tiên mình muốn thưa với nhau đều là cái sức mời gọi của lục trần rất mạnh nhé. Cái sức mạnh của lục trần. Lục trần gồm có cái gì? Sắc, màu nè, âm thanh nè, mùi hương nè, vị ngon nè, và cái sự xúc chạm êm ái nơi thân.
và cuối cùng là chi? Pháp là chi? Thưa các vị, tức là những cái kỷ niệm vui buồn của quá khứ nó in trong tâm thức chúng ta mời nó lại để nhâm nhi. Bò nó ăn cỏ vô rồi nó ngồi yên, nó ở ra, nó bắt đầu nó nhai lại, thì ta cũng mang cái bệnh đó ra, bệnh nhai lại. Có những niềm vui nó đi ngang qua đời sống chúng ta, có khi 20 năm rồi, nhưng mà mình hình dung lại, mình gửi lại. Cái tự nhiên là thông thoảng cái mũi mình nghe cái mùi phở Hà Nội. Không có chén phở thiệt. Thế nhưng mà tự nhiên hình dung là nó làm cho mình thưởng lãm từ hương vị của tiềm thức của mình gửi về. Cách đây mấy mươi năm mình nghe một quán nhạc, Trịnh Công Sơn trong một quán nhạc, nhớ nhạc thương ở Sài Gòn á. Thế là bây giờ tự nhiên đi ngang qua bên sang nghe đá một câu là tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời nằm sống lên đên, cái mình nhớ là cái mùi cà phê, nhớ là cái bản nhạc, nhớ cái quán cốc bên đường, nhớ những người bạn mình đã từng học chung, thì gọi là pháp trần nha. Thưa các vị, nó mời gọi có khi còn mạnh hơn cái chứ, mạnh hơn những cái hiện tượng của sắc thinh hương vị trước mặt mình. Có khi trước mặt mình nó không mời gọi và nó không có hương vị nhiều nếu tiềm thức của các vị không cất chứa về những điều đó. Và cái điều này nó đúng với nhiều lĩnh vực lắm. Ví dụ như cơn giận của các vị nó chỉ đơn thuần xảy ra, nó không có dư hưởng quá khứ tràn về, thì cái giận đó nó rất dễ đi qua. Cái buồn của các vị nó chỉ do vì người ta xúc phạm các vị thì nó đi qua như cơn gió. Thế nhưng mà nếu các vị mời pháp trần về, tức là mời những nỗi niềm trong quá khứ nó tràn về, thì nó gia cố cho cái buồn, cái giận của các vị rất là dài, nó nhận chìm đời sống ta. Thế cho nên cái sức mời gọi của sáu trần này nó rất là mạnh. Đó là cái chiều sâu cái tâm thức ta. Ví dụ như nỗi buồn chúng ta, thưa các vị, là ai cũng có cả. Có khi nỗi buồn vì sự mất mát, nỗi buồn bị người ta xúc phạm, nỗi buồn trong quá khứ mình đã từng bị thất bại cái nào cái kia, hoặc bị lường gạt, bị phụ rẫy. Thế nhưng mà thưa các vị, ngay đương thời nỗi buồn nó đến là nó đi qua nếu mình cho phép nó đi qua nha. Thế nhưng mà nó không chịu đi qua là do vì các vị mời gọi nó về. Các vị cứ nhâm nhi đi, nhâm nhi lại, giống như bò nó ở lên từng lọn cỏ nó nhai lại vậy đó. Nỗi buồn cũng vậy đó. Chưa có hiện tượng nào thuộc lĩnh vực sinh lý mà nó không đi qua. Thế thì trong cái hiện tượng tâm lý thưa các vị nó qua càng nhanh. Các vị để ý rằng là mọi hiện tượng sinh lý giữa cuộc đời này như tuổi trẻ ta cũng đi qua. Cái bệnh rồi nó cũng đi qua để nó hết, để chúng ta có được sự khỏe mạnh. Nó đi qua chậm hơn trong cái lĩnh vực tâm lý. Tâm lý nó bị như buồn, như giận, như ghét, như thương. Nguyên tắc là nó đến rồi nó đi đó. Mà sở dĩ nó không đi là tại sao? Tại mình không muốn cho nó đi nha. Mình kéo nó về, mình giữ nó lại trong tâm thức để làm cái chi? Làm của gia bảo, để lâu lâu gửi nó lại. Bò nó ở một lần thôi, rồi nó nghiền nát, nó trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thể bò. Còn cái những cái thứ pháp trần trong chúng ta, như buồn, như vui, như hờn, như giận, như bất an, thì ta ở lên, ở về nhai nhiều lần, mà mỗi lần nhai thì càng có hương vị, nó khác nha, khác chứ. Tại sao? Mỗi lần cái buồn nó lên với các vị mời nó lại, thì các vị làm cho nỗi buồn nó đậm thêm. Lần thứ ba gợi lên thì nó lại đậm hơn nữa. Cái giận cũng vậy. Người kia đúng ra là xúc phạm một lần mình giận thì nó chưa đến nỗi nghiêm trọng. Thế nhưng mà rồi mình lại gợi nó đi, gợi nó về rất nhiều lần. Cho nên cái cơn giận mình có cơ hội gặp là nó bùng nổ như là bom hạt nhân nổ vậy. Thế thì thưa các vị, cái sức mạnh của nó không có biên giới. Cái sức mạnh của cái giận, sức mạnh của nỗi buồn. Nỗi buồn có thể giết người, mà nó giết chính ta. Nhưng mà cái giận thì nó giết người, mà nó giết người ngoài ta nghe. Càng có địa vị trong xã hội bao nhiêu mà cái cơn giận của anh nó cuồng nộ, thế thì anh hủy diệt luôn cả một đất nước như chơi.
Mao Trạch Đông đã có một lần tuyên bố rằng nếu cần hủy diệt nước Mỹ, người ta vẫn thắng. Tại vì Mỹ nó có 300 triệu thôi, ta tới 1 tỷ. Ta giết nó 300 triệu, ta chết 300 triệu là cùng, còn là 700 triệu ta vẫn thắng. Vì các vị thấy lời tuyên bố của một lãnh tụ đầy sân si ác độc tuyên bố, thì các vị biết rằng trong ta đôi khi nó cũng có cái chất của Hitler, của Stalin, của Mao Trạch Đông nghe. Khi cơn giận nó bùng nổ thì không có biên giới. Hãy nhớ điều này, tu tập. Còn thôi thì đại hòa nó đến hành tinh con người, nếu người đó có quyền uy cỡ như là chủ tịch nước như là Mao Trạch Đông. Còn đại quả nó không thể đến với hành tinh là do vì ta chỉ là chủ tịch trong nhà ta thôi. Thế thì đại quả nó gây cho tan tác gia đình, thưa các vị. Đây là lý thứ nhất. Xin thưa rằng sức mạnh của những loại ngũ dục lục trần bên ngoài rất là ghê gớm. Do có nội gián bên trong cho nên kẻ thù bên ngoài mới tác huy tác phúc nha. Cái sự đắm nhiễm của lục trần sở dĩ nó có là do có giặc bên trong. Không có nội gián thì đừng hòng có cái tên thù giặc thù nào nó tấn công biên giới các vị. Nó biết gì về quê hương các vị đâu mà nó xâm phạm. Bản chất của tiền nó vô tội vạ, thưa các vị, nhưng mà nó gây tội vạ là do vì bên trong ta chất tham nó còn rất là nặng nề, cho nên trở thành thiếu nhân cách. Chứ còn bản chất tiền để đóng nó, nếu người ta không tham thì có trời nào làm cho họ trở thành người hèn hạ, phải không? Thế thì thưa các vị, không có nội loạn thì không có giặc mãi xong nha. Bên trong ta mà nó sạch nhẵn hết, tham hết sân hết si thì người ta chọc là chuyện của người ta, nhưng mà không có vì lý do ta chọc mà mình nổi sân nha. Mình cứ đun đẩy cái chuyện rằng là do chọc cho nên tôi mới nổi giận, mà nói thế thì sai. Tại vì trong ta nó có sẵn cái mầm của bực bội, bất an mà căm ghét, cho nên gặp người ta mà người chưa chọc ta cũng giận, đừng nói là có người chọc ta. Ví dụ thứ hai, lòng các vị mà nó tràn đầy bực bội, giận dữ, phẫn hận thì không có người, các vị cũng gây gỗ với cái chi? Với cái bình, cái ly, cái bàn, cái chén, đập nó như chơi. Khi mà cơn giận nó nổi lên một cách cuồng nộ thì cái sự khùng điên ta nó không có chỗ dừng nha. Nó có quyền đụng ai thì gây hắn đấy. Thế thì cái điều rất rõ ràng rằng là do bên trong có kẻ thù cho nên bên ngoài giặc nó tấn công. Trong lĩnh vực rộng cũng vậy. Một quốc gia mà bảo vệ được chủ quyền, biên cương, quốc thổ, thưa các vị, là do vì bên trong không có bóng dáng của kẻ cái quán nước. Nếu mà dùng cái từ một cách chính xác thì nó là như vậy nhé. Còn bên trong đất nước có nhiều Lê Chiêu Thống, có nhiều Trần Đức Tắc thì mất nước như chơi á. Nó mời giặc của nó hoài vô. Rồi từ những ví dụ đó là trở lại bên trong của các vị, không có giặc bên trong thì đố có phiền não là sinh khởi. Càng không có những cái đắm nhiễm, mê mờ, giận dữ, bất an, lo âu thì muộn gì có mặt. Người ta hay đổ thừa rằng là tiền tài, lợi danh nó làm băng hoại phẩm chất, đời sống cao quý của con người. Nói thế thì sai. Người ta vinh vào cái cớ rằng là anh chàng kia khi còn nghèo khó rất dễ thương. Hoặc là ông thầy kia lúc ông chưa có chùa cao Phật lớn, ông rất là dễ thương, tiếp xử Phật tử vô cùng là đẹp đẽ. Thế nhưng ông càng ngày càng giàu, cái ông kêu xa, ông phách lối, ông khó chịu. Ông cư xử với người ta một cái phong cách rất là trịch thượng. Mà thưa các vị, đổ thừa là do biểu giàu sai nhé. Tại vì bên trong ông có chất đó. Thế nhưng mà chưa có điều kiện hiển lộ đó thôi. Lúc hàng quy tiền đâu mà phung phí. Cho nên đợi lúc có tiền rồi cái chất thật của người ta nó mới hiển lộ cái phẩm chất bại hoại. Chứ còn chưa có tiền làm sao hiển lộ được.
Do vậy cho nên thưa các vị, cái bản chất phiền não bất an hoặc là đắm nhiễm hoặc là hư hỏng nó đã có sẵn trong con người kia, nhưng mà chưa có điều kiện của tiền để trở thành cái hư hỏng. Chứ tiền nó không làm hư hỏng ai nghe, quyền nó cũng không làm hư hỏng ai, địa vị nó cũng không làm cho người ta kiêu ngạo, không làm cho người ta đổi đi cái tính cách của người ta đâu. Nếu người ta thực sự có tính cách cao quý thì dù nghèo cũng cao quý, dù giàu cũng cao quý. Khi đã tu tập được, tâm nó đã thuần thiện rồi thì anh nghèo cũng thuần thiện, anh giàu cũng thuần thiện. Càng ở trên địa vị cao anh càng là người dễ thương nha. Chứ đừng có bảo rằng là do có tiền, do có quyền, do có chùa cao, do có vật lớn mà đổ thay. Không. Đổ thay là từ bên trong anh có kẻ thù nó đợi sẵn. Thế thôi. Điều này tôi nghĩ chắc chính xác lắm. Điều thứ ba, nhẹp mây mù nắm nhiễm, hay đây là như gió thổi mây tan. Ý thứ ba, nhẹp thưa các vị là hiện tượng thiên nhiên mà khi nào trời âm u nặng trì nặng trịch thì các vị thấy mình cũng ngột ngạt tâm. Ngày nào trời quang mây tạnh trong veo nhìn thấu thâm thẳm tình sâu thì lòng các vị cũng thênh thang nhé. Ngay hiện tượng thiên nhiên thôi thưa các vị rất là mênh mông, và ta chỉ là một chút xíu như hạt cát giữa thiên nhiên này. Thế nhưng mà thiên nhiên như vậy thì lòng ta cũng trùng xuống như vậy. Các vị còn nhớ thơ của Trụ Vũ á, bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Mặc rằng nó là câu thơ vớ va vớ vẩn, nhưng mà các vị để ý thì thấy tâm thức mình nó có một phần như vậy nha. Ngày nào trời quang mây tạnh, tầng xanh thâm thẳm cao thì lòng ta cũng thâm thẳm cao. Khi nhìn đại dương mênh mông, yên bình phẳng lặng, xuống tới chân trời một màu xanh thẳm của nước, lòng ta nó cũng mênh mông theo, mắt ta này cũng xanh thẳm theo. Rồi các vị nhìn lại lòng mình coi, những lúc mà mây mù nó mờ mịt hết thì các vị thấy lòng mình nó như là cõi chết nhé. Địa ngục không phải ở bên ngoài, địa ngục nay ngay tâm thức ta. Lòng ta nó trĩu nặng buồn phiền, nó đầy những nỗi niềm giận dữ, bất an tâm thức thì ta đang dìm đời sống ta trong nỗi khổ của địa ngục đó. Thế rồi các vị làm cho tâm thức các vị thoáng đãng mênh mông, thế thì tự nhiên cái niềm vui sự an lạc nó liền đến với các vị. Tiền không làm ra hạnh phúc được bao nhiêu cả, đằng nào không có nó thì ta cũng chết. Thế nhưng hạnh phúc đích thực nó phải được tiềm bằng ở bên trong tâm thức, lòng mà thanh thang mà đủ rộng thì dung được người nhé. Lòng chật chội thì ta luôn căm ghét, luôn thù hận, nhưng mà lòng rộng, lòng mênh mông thì dù kẻ kia có gây bao nhiêu hoại cho ta, thế nhưng mà lòng ta mênh mông đủ để cho những lớp mây mù được trôi ngang và biến mất. Kỳ thực mình tu thưa các vị, cái việc rất là quan trọng, mình đi vào pháp hành trì để làm cho tâm mình nó sạch hết phiền não và sạch ở tầng cạn. Như câu kinh Pháp Cú này thì quét sạch hết mây mù của đắm nhiễm, của vọng tưởng, để nó yên nó lắng nó trong, trả lại cái bầu trời rất là trong của tâm thức các vị. Thì cái điều đầu tiên nó hiện hiện đó là tri kiến hiện tiền, tri kiến cái năng lực trí tuệ liền có hạn. Và hai điều này nó như ngày với đêm. Khi các vị có đắm nhiễm, có bất an, có sầu tủi, có giận dữ, có cuồng nộ bên trong thì không thể có sự thông minh nào xảy ra được cả.
giảng viên cái câu ngạn ngữ Việt Nam là giận thì mất khôn. Không có anh nào mà lòng anh cuồng nộ giận dữ mà nói một lời thông minh trí tuệ hết. Các vị để ý mình thôi, đừng để ý ai nghe. Nhìn những lúc mình nổi cơn thịnh nộ tâm bành lên rồi nói những lời coi có thông minh không, có trí tuệ không, có dễ thương không? Không. Bình thường ta không có gan nói những lời như vậy. Thế nhưng mà cái cơn khùng điên người ta nó nổi lên thì ta có quyền nói những lời vô cùng khó nghe. Tất cả những ngôn ngữ đường phố ta đều hội nhập vào đây, ta sổ lên một tràng thì hạn nghe chói tai. Và tới chừng ai đó mà chịu khó không ăn lại, tới chừng nghe mình chấp tay lại, đâu phải tôi nói, ai nói. Thế thì thưa các vị, hai lĩnh vực này nó không hề là chấp nhận nhau nha. Một bên là tối, bên là sáng. Khi tri kiến có mặt, khi trí tuệ có mặt, khi sự thông minh có mặt thì lúc đó nó vắng bật hết lo âu, phiền muộn, bất an, đắm nhiễm, giận dữ, tủi hờn, hay là thất vọng, hay là tuyệt vọng, hay là khổ đau, vân vân. Những cái trạng thái tiêu cực tâm phải biết mất. Thì cái sự thông minh, mẫn nhệ, lòng yêu thương nó phải có mặt. Hai cái điều này mình làm lại, nó như đêm với ngày. Có đêm thì không có ngày, mà có ngày thì không có đêm. Ban ngày, thưa các vị, nó không cần đánh đổi, không cần rượt ban đêm nghe. Nó chỉ cần có mặt là ban đêm chạy trốn chết, phải không? Chỉ cần các vị mời nó ở ánh sáng nơi từ tâm các vị có mặt thì bóng ma của vô minh liền vắng mặt. Thưa các vị là ma quỷ nó chỉ hiện hình trong bóng đêm thôi, chứ còn ban ngày đốt có con ma nào có mặt. Thì cũng như vậy, nơi tâm thức các vị, phiền não nó chỉ lợi dụng lúc các vị bịt mờ vô minh, lo âu, phiền muộn, bất an và đắm nhiễm và khát thèm vân vân, nó chỉ có mặt lúc ta không có sự tu tập. Lúc đó sự vô minh có mặt thì ma quỷ có mặt, ánh sáng có mặt, thanh thiên bạch nhật mở ra rồi thì chân trời mới mong không có một bóng ma nào có mặt cả. Do vậy nhẹ mây mù đắm nhiễm thì tri kiến liền hiện tiền là như vậy. Thứ hai, chứ tại là của quý ấy. Có ba phần thế này. Phần thứ nhất, cái đáng là trí tuệ nhân gian. Cái xã hội nào mình không biết ha. Thế nhưng mà xã hội Mỹ là một xã hội rất là chuộng tri thức, phải không? Các vị hình dung rằng là người ta đang la làng về cái chuyện chảy máu trí tuệ. Ngày xưa thì chảy máu vàng, chảy máu bạc, nhưng mà bây giờ cái sợ nhất của con người là chảy máu trí tuệ. Trí tuệ là một nguồn năng lượng, nó có thể làm nên của cải bạc tiền, làm nên cơ chế dân chủ nghe. Và nó làm nên bao nhiêu tiện ích của con người đều bằng năng lực trí tuệ cả. Ta hình dung rằng hành tinh của chúng ta, những quốc gia phát triển như Mỹ này, nó phát triển lên tới tầng cao mà cả hành tinh này đều mơ ước. Là một đất nước nó chuộng trí tuệ hàng đầu, chứ không phải là chuộng cánh tay cơ bắp, phải không? Cánh tay cơ bắp anh có thể làm giàu được là đầy bùi lúa anh thôi, đầy kho lẩm anh thôi, chứ không thể làm giàu nhiều hơn cái phạm vi nông dân hoặc là bán buôn lẻ được. Còn trí tuệ vượt đến tầm cao, các vị biết rằng là Microsoft nó giàu nó đâu phải là nhờ bằng cơ bắp đâu. Bill Gates nó không có phải là giàu nhờ cơ bắp, mà nó nhờ cái đầu thôi. Và đứng số 1 trong những hàng tỷ phú trên hành tinh này, thưa các vị, nó không hề có cái mảnh, có một cái cục đất để dụ chim, nói theo ngôn ngữ nhà quê, không có biết đâu. Thế nhưng mà từ cái đầu nó làm nên bao nhiêu tiền. Thế thì trí tuệ nhân gian, thưa các vị, nó được nhân loại ngưỡng mộ. Và ai thủ đắc được trí tuệ, quốc gia nào thủ đắc được năng lực trí tuệ thì quốc gia đó giàu mạnh,
dù đất không rộng, tài nguyên không nhiều như đất Nhật. Các vị thấy Nhật đó đâu thể bì được với Việt Nam. Là một cái đảo quốc bé nhỏ như Singapore, các vị hình dung rằng nó phải mua đất từ các quốc gia khác về bồi biển để làm thành đất liền đó. Nhưng mà nó vẫn giàu, đứng hàng được nể trọng ở vùng Đông Nam Á. Còn ta thì ta tự hào mình là rừng vàng, biển bạc, phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, ta vẫn tụt hậu, ta vẫn bị năm châu bốn biển coi thường nhé. Trong tương lai không biết ta có dám ngẩng mặt nhìn đời hay không? Dân tộc ta chìm sâu trong hố đoạn trường. Nói nha Nguyễn Du đó, chìm sâu trong hố đoạn trường là do vì mình không chủ trí tuệ. Con em mình nó du học qua đây, nó đi về, dường như mình đâu có xài. Và thưa các vị, hai cái lĩnh vực nghe, một cái loại là lĩnh vực, là một cái loại trí tuệ kèm với cái sự thiện lành. Thứ hai cũng trí tuệ nhưng mà cộng với cái ác, nó tạo thành cái sự khác biệt. Nếu ngay từ tự thân thì nó tạo thành cái con người độc tài, khó ưa, thiên hạ nguyền rủa. Nếu nó là thuộc về thành phần trí tuệ lãnh đạo thì nó trở thành cái chi? Nó dìm cả một dân tộc chìm sâu trong hoạn hòa, đau thương, đói nghèo, trọng tiến, hủy diệt luôn cả nền đạo đức của xã hội ông cha đã gây dựng nhiều nghìn năm, nó cũng bứng đốc sạch nhé. Không có một tên giết người nào không có trí tuệ nhé. Không phải đỏ, nó đâu phải là khùng điên hay là nó là nông dân đâu. Thế nhưng mà nó giết mấy triệu người Campuchia. Và Hitler đâu phải là cái tên là không có trí. Thế nhưng mà nó giết tới 6 triệu người Do Thái hả? Thì các vị hình dung rằng là trí tuệ khi nó cộng với cái thiện thì nó làm thành sự phát triển cho con người, làm thành cái nền nhân văn của xã hội. Gần nhất là nó làm thành cái nền dân chủ cho một đất nước quan hệ phát triển này. Nếu trí tuệ nó cộng với cái ác, thế thì nó hình thành một đất nước suy thoái, chậm tiến, đầy cái tình trạng bất công, tham nhũng, quạng quạ, đẩy một đất nước có nền văn hiến là nhân văn rực rỡ, bứng gốc sạch đến nỗi là con người trở thành vô cảm đối với những kẻ ác trên đường phố. Đây là hai nét các vị hãy nhận diện về trí tuệ nhân gian. Trí tuệ nhân gian là nó cộng với cái thiện tâm nữa, nó có lương tâm nhất định thì nó làm thành sự phát triển. Còn nếu nó cộng với cái ác, và cái ác này nó không, mình dùng một cái từ ác để biểu trưng cho những đặc tính, như là cái ác này nó biểu hiện cái sự độc tài cá nhân hưởng thụ, thế thì nó hình thành nhiều tai họa cho con người trong một xã hội lớn vô cùng ấy. Đây là mình nói trí tuệ nhân gian. Thế mà nhìn chung là thế này, chưa có quốc gia nào họ săn trí tuệ như Mỹ. Các vị hình dung rằng là trong những trường trung học, những công ty lớn nó vô trường trung học, nó khảo sát lý lịch những em học giỏi, nó bắt đầu là nó lượm từng đứa, nó nuôi vô đại học . Và vô đại học xong rồi tới dựng ra trường, là thưa các vị, những công ty nó bốc về công ty ngay tức khắc. Mình tưởng đâu mấy cái thằng khùng con nhà ai nghèo khó kệ nó chết mắt gì đâu, nhưng mà không, có như vậy nó mới sử dụng được cái nguồn tài nguyên vô cùng tinh túy và quý giá để làm phát triển cơ sở của nó, công ty của nó. Rồi thưa các vị nhìn rất là nhiều lĩnh vực trong xã hội Mỹ nha. Lĩnh vực nào nó cần phát triển thì thưa các vị, nó phát triển tới nơi, nó đi, nó lượm những con người tài ba trên hành tinh này về, bỏ vào cái nước Hoa Kỳ để họ tự phát triển năng lực và tài năng của họ. Một cái ví, nhiều cái ví dụ gần đó, các vị hình dung rằng dân Việt là một chủ nhân cực thông minh chứ không phải thường nhé. Các vị nhìn cả một vùng Đông Nam Á, các vị đối chiếu với Mã Lai,
đối chiếu là với Indo, đối chiếu với Hàn Quốc, đối chiếu với Nhật, đối chiếu với Đài Loan, đối chiếu với Trung Hoa, thì các vị thấy hai lĩnh vực thôi, dân Việt không thua bất cứ quốc gia nào. Về ngoại hình, dân Việt chuẩn vô cùng nha, đẹp, đẹp không? Đẹp chứ, cô gái cũng đẹp, con trai cũng đẹp. Về năng lực trí tuệ, thưa các vị, là người Việt chưa hề thua một quốc gia nào. Bằng chứng là có mặt ra đây, thưa các vị, là nhiều thế hệ thứ hai, thứ ba chúng ta là đã leo đến hàng tướng của Mỹ rồi nghe, chứ không phải là hàng tá nữa. Bò vô tới Nhà Trắng và có thể thế hệ thứ ba, thứ tư người Việt là có thể ứng cử tổng thống. Bây giờ thì thòn thèn vô cái chức vụ nghị viên thành phố vân vân, nhưng mà sẽ làm thống đốc tiểu bang rồi sẽ bước vào Nhà Trắng. Thế thì thưa đại chúng, chưa có quốc gia nào họ chuộng trí tuệ như nước Mỹ, chuộng năng lực, chuộng tri thức như nước Mỹ cả. Và một cái nước có nhiều hiếu hứa hẹn, và con em chúng ta ở đây hứa hẹn rất cái tiềm năng, hứa hẹn đó là sẽ bước lên cái địa vị lãnh đạo quốc gia là chuyện đương nhiên thôi. Đây là trí tuệ nhân gian thôi. Và mình nói điều này để trở lại một cái phần rất quan trọng là thế này. Thế các vị thừa biết rằng khi trí tuệ cộng với cái ác thì nó trở thành khốn khổ cho con người. Nếu cái con người đó đủ tài năng lãnh đạo thì nó làm tan nát một đất nước, một quê hương. Nếu con người đó ác tâm họ nhiều, thế thì họ là người chủ gia đình, họ đưa gia đình đi đến cái chỗ tan tác và địa ngục. Còn nếu trí tuệ cộng với cái sự thiện lành, thế thì nó nâng được quốc gia lên tới mức độ phú cường và giàu mạnh và nhân văn. Nếu con người đó đầy trí tuệ cộng với cái thiện mà người chủ một gia đình, thì thưa các vị, bảo đảm rằng là nhiều thế hệ của gia đình đó phát triển tới tầm cao, phát triển về địa vị xã hội, phát triển sự giàu có vật chất, phát triển về nhân cách, phát triển về văn hóa, phát triển về đạo đức, không có chỗ dừng nhé. Đó là điều thứ hai mình nói về trí tuệ nhân gian thôi. Thế là có một phần rất quan trọng là trí tuệ trong đạo, trong sự tu tập. Đó là trí tuệ Phật pháp. Thưa đại chúng, là dường như người ta lượt ngang qua rất nhiều tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Liên Hợp Quốc họ chuẩn nhận cái ngày Phật đản là ngày lễ trọng đại của con người trên hành tinh này. Kỳ thực là những con người đó nó không hề có cảm tình gì với đạo Phật mà nó quyết định chọn ngày Phật đản là ngày lễ trọng đại cho con người. Nó khảo sát, thưa các vị, rất là công bằng ấy. Đất nước dân chủ này, các thầy đừng có không bỏ tiền ra hối lộ đó mà nó chấp nhận cái ngày Phật đản là ngày trọng đại đâu. Không có cái chuyện đó bao giờ. Nhưng mà nó khảo sát từng dòng chảy của tôn giáo có mặt nơi đây, như Thiên Chúa, như Hồi giáo, như Kitô, như là Bà La Môn và như Phật giáo. Thì nó đánh giá cái vị giáo chủ khai sinh ra một đạo Phật rất tuyệt vời. Tuyệt vời chỗ nào? Thưa các vị, ở mức độ lịch sử khảo sát thì tuyệt vời ở chỗ là đạo Phật có mặt cho tới hôm nay chưa từng gây tang thương, chưa từng gây khủng hoảng, sợ sệt cho nhân loại trên hành tinh này bằng cái sự cuồng tín của đạo Phật nghe. Đạo Phật không cuồng tín đâu. Đạo Phật đến nhiều vùng văn hóa khác biệt nhưng mà chưa hề làm đổ một giọt máu của một sinh linh nào. Trong khi các vị đọc lịch sử phát triển các tôn giáo khác, ví dụ như vùng Nam Mỹ, họ có một nền văn minh Inca và nền văn minh Maya đó. Thưa các vị, cao tới trời ạ. Những cái ngọn kim tự tháp của họ, thưa các vị, mãi cho tới bây giờ người ta vẫn
nương theo những cái phát kiến của nền văn minh Inca và nền văn minh Maya để xác định là cái lịch số của họ 365 ngày cộng với 1/3/2 ngày đó. Ta thì theo Tây lịch hiện đại thì 365 cộng với 1/4 ngày trong một năm. Còn họ thì cộng với 1/ ngày đó. Tức là cái độ chính xác cách đây 5.000 năm thì họ đã nhìn ra cái sự vận hành của hành tinh này nó chính xác từng ngày từng giờ. Cái sắc thái đặc thù đạo Phật, thưa các vị, đó là ngay con đường lịch sử đạo Phật, người ta đã công nhận rằng đây là một tôn giáo mang đến an lạc, hạnh phúc, hòa bình cho hành tinh này, cho hề mang đến nỗi hãi hùng kinh sợ cho con người trên hành tinh này. Điều thứ hai, thưa các vị, là tuệ giác của Đức Thế Tôn mãi tới hôm nay chưa có một người hay là một nhà bác học nào có thể phủ bác về những điều Đức Thế Tôn đã nói cách đây 26 thế kỷ nha. 26 thế kỷ trước, thưa các vị, người ta không hề nghĩ rằng là ngoại tầng không gian này có vô số những hành tinh. Có những hành tinh đang nhảy chết, có những hành tinh đang hình thành, có những hành tinh có sự sống như con người. Và các vị theo dõi cái chương trình thiên văn, chương trình thiên văn thì các vị biết rằng là trong một cái dải ngân hà chúng ta, hành tinh chúng ta nó như hoàng cát trên sông Hằng. Thế nhưng mà ngoài dải thiên hà chúng ta nó còn có nhiều dải thiên hà nữa. Và trong không gian mênh mông này người ta có thể là dùng 1 triệu cái máy điện toán cực kỳ tốt, người ta đặt ra những con số không bao giờ đếm hết. Đúng, có thể đếm chừng 100 năm ánh sáng không hề hết những cái ngôi sao có mặt trên không gian quanh con này. Thế thì các vị hình dung rằng cách đây 26 thế kỷ, bằng tuệ giác siêu thế chứng nghiệm được đạo giải thoát, Thế Tôn nó tuyên bố cái câu như vậy, các vị hình dung rằng tuệ giác của Ngài bao xa, ta có thể quá tới không? Không. Trong các phạm vi bé nhỏ như một chén nước thì Ngài đã nói là trong đây nó có tới cả 1 triệu sinh vật li ti đang sống. Bây giờ thì nhiều lắm, chúng ta chỉ khám phá những sinh vật bé nhỏ, còn cái sinh vật mà kính hiển vi không thấy thì thưa các vị, ta còn chưa biết mà. Và Ngài cũng chỉ rồi, Ngài nói đây là một tổ hợp có nhiều sinh linh đang sống. Mà các vị hình dung rằng mà lúc ấy khoa học chưa có mặt, người ta chưa thăm dò gì cái này. Thế mà đối với cái nhìn Đức Phật thì cái nhìn siêu thế, Ngài đã nhận ra vô vàn điều, cho nên đây là cái mức độ cao nhất của năng lực trí tuệ Phật mà con người bây giờ kính ngưỡng. Mình lặp lại, không phải vô duyên vô cớ mà Liên Hợp Quốc công nhận cái ngày lễ Phật đản là ngày trọng đại nhất cho con người trên hành tinh này. Họ khám phá chiều cao cái vỏ đạo Phật thôi, họ đã nể phục điều này rồi nhé. Thế là chúng ta là những người tu Phật đi vào chiều sâu trí tuệ nữa thì các vị thấy thứ nhất là mức độ cạn thôi, là những nhà khoa học đã phải sợ rồi chiều sâu. Thưa các vị, gọi là sâu cho vui, nhưng mà kỳ thực cái điều này nó rất là hiện thực trong những người tu Phật chúng ta. Chúng ta đều biết điều này. Ngài bảo rằng bản chất của hạnh phúc khổ đau nó không phải là cái gì bên ngoài, nó không lệ thuộc vào những điều kiện sở hữu anh có nhiều hết, mà nó lệ thuộc vào cái nhìn của anh, cái quan điểm của anh. Anh nghĩ suy như thế này, anh đổi thay được đời sống thì hạnh phúc liền đến với anh. Anh nghĩ suy thế kia thì anh luôn bất hạnh, dù anh giàu, dù anh có quyền quý. Mức độ cạn trong đời tu ta là như vậy. Và điều này đúng hay là sai? Rất là rõ ràng. Kỳ thật rằng có những người rất giàu nhưng họ tự dẫn là do vì lòng họ nó tràn đầy căm phẫn, giận dữ, bất an, chứ đâu phải là hoàn cảnh của chúng ta. Đây là cái chiều cạn nhất tôi thăm dò, để thấy rằng trong cái chiều sâu trí tuệ Phật Pháp, Ngài đã cống hiến cho ta cái nền để xây dựng hạnh phúc bình thường nhé. Rồi cái sâu xa hơn, thưa các vị, Ngài tặng cho chúng ta cái nguồn tự giác là anh hãy quán chiếu về thăm bụng anh để thấy cái gì là thật của anh không. Thưa các vị, những nhà thần kinh về não bộ học bây giờ, khi họ có điều kiện thâm nhập vào tự nội của tâm thức, họ khám phá điều rằng là toàn thể con người của anh nó như cái khinh khí cầu đó, không có gì là tôi là ta đó, chẳng qua
chỉ là những tế bào sống động, nó hình thành một cái tổ hợp cơ thể, trong đó không có nội dung bản ngã nha. Trong khi đó, thưa quý vị, người ta cần rất nhiều quán móc và đo cái chặng đường dài phát triển, là mất tới nhiều trăm năm mới thấy được điều này. Thế Tôn thì Ngài đã nhìn ra rằng là ngũ uẩn vốn vô ngã. Thiền não bản chất của nó là đến đi sinh diệt không phải thật. Do anh vốn cố chấp rằng là cái buồn này là của tôi, cái ưu tư này là của tôi, cho nên anh tự nhận chìm lại anh đó thôi. Cái tôi rất giả vờ. Và cái điều dễ hiểu nhất là khi các vị nhận diện rằng là khi ký ức của các vị mất đi, thì cái tự hào về tôi, về ta của các vị liền biến mất. Thế thì cái bản ngã được làm thành bằng ký ức. Cái tôi, cái ta, cái tự hào, cái kiêu ngạo cũng được làm bằng ký ức nha. Rồi, cái chiều sâu hơn ký ức là vọng thức của các vị, khả năng nói thầm thì phê phán của các vị. Thưa các vị, nó cũng là cái rất giả vờ. Không ai không suy nghĩ bằng những con chữ trong đây cả. Những con chữ đại cuồng của ngang qua thì ta gọi là sự suy nghĩ. Và sự suy nghĩ này, thưa các vị, nếu ta sử dụng nó như kẻ tôi tớ thì nó rất là tuyệt vời, tại vì nó giúp cho chúng ta phán đoán, phân biệt, hành xử, biết dở biết hay và biết phát triển đời sống. Thế nhưng mà cái khổ chúng ta là nó không phải là tôi tớ chúng ta, sai đó, đâu có nghe đấy. Mà nó là chi? Nó là ông chủ của mình, nó sai mình làm thôi. Nó nghĩ rằng là tôi phải như thế này nè, mới được sự tôn trọng, mà người ta mới quý trọng tôi bằng cái lời nói như thế này. Thế rồi, trần đời này, làm sao tôi tìm được bao nhiêu việc đến người ta đều hài lòng? Người ta có quyền cư xử theo cách của người ta nhé. Anh là ai mà anh bắt người ta phải thương anh? Anh là ai mà bắt người ta phải kính trọng anh? Cho nên, cuộc đời này tìm được sự thương yêu và kính trọng đâu có đơn giản. Thế rồi, 95 người thương ta và 5 người không thương ta thì chuyện gì phát sinh? Cái vọng thức ta nó phán đoán rằng cái kẻ này đáng ghét, là cái sự căm thù và nhận bất an nó cuộn cuộn nó khởi lên. Ta có 95 người thương quán ta, nhưng mà 5 người ta căm, họ căm ghét ta, và ta căm ghét họ, thì ta bất hạnh là ghét. Và cái tội chúng ta là do bản ngã chúng ta, cho nên những cái gì dễ thương với ta thì ta bỏ sang lưng quên mất. Mà những cái gì đáng ghét với ta thì ta để trước mặt để căm thù, để hờn, để giận. Thế thì, thưa các vị, rõ ràng rằng là cái bản ngã giả vờ này nó chặn chìm ta. Đức Thế Tôn bảo rằng là bản ngã của anh nó làm nên bao cớ sự. Nó làm nên, điều đầu tiên là nó làm nên bất hạnh trong đời sống anh. Điều thứ hai, nó làm thành cái con đường tử sinh nối dài triệu triệu kiếp nha. Tại vì các vị thấy, suy nghĩ là các vị, buồn vui là các vị, thế rồi các vị trả hàng về cho các bụi, thì cái phần thô của cơ thể một tí thì nó sụp đi, nó tan đi. Nhưng phần mệnh đó là buồn vui, đó là nghiệp thức, đó là nghĩ suy, thì nó lại vô hình, cho nên nó di chuyển theo nghiệp của các vị, và nó di chuyển đến một hình hài mới để thọ nhận nghiệp, tạo thành cái dòng chảy tử sinh cuồn cuộn qua ba cõi sáu đường, không bao giờ dứt là như vậy. Thế thì trí tuệ thâm sâu của Phật tặng cho chúng ta cái chiều kích nhận diện về bản chất vô ngã, nhận diện về cái dòng nghiệp. Và cuối cùng trí tuệ này đưa chúng ta đến một cái phương pháp hành trì, đó là nếu trí tuệ ở mức độ cạn, nó có thể là tôi tớ, nó nhận chìm anh. Nó có thể là người, anh có thể là người chủ của năng lực này để làm cái đời anh hạnh phúc, thì ở tầng thâm sâu nhất anh cũng dùng trí tuệ của anh để phá cái chi? Thiền não, vô minh, khổ đau, đạt niết bàn cũng từ con đường trí tuệ nha. Do vậy cho nên trí tuệ Phật pháp ở chiều cạn thì nó làm thành an lạc hạnh phúc, ở chiều sâu thì nó giúp cho các vị ngay một đời đoạn đức phiền não tử sinh, chứng nghiệm được niết bàn là như vậy. Đó là vốn quý. Thưa các vị, là cái phần thứ ba mình đặt ra một câu hỏi là đây là trí tuệ Phật pháp nha. Cái phần thứ ba là trí tuệ tự nội. Cái phần trang thì các vị là mình nương vào kinh văn lời dạy của Đức Phật để phát triển năng lực trí tuệ.
mượn cái bên ngoài để làm lớn dậy bên trong, mượn kinh sách lời Phật dạy để nâng tâm đức của mình, nâng chiều kích trí tuệ mình lên đến tầm cao. Nhưng mà các vị nên biết một điều rằng, bên trong mình mà không có phẩm chất trí tuệ sẵn thì các vị quân bao nhiêu quân không thể phát sinh trí tuệ tự nội được. Rồi một cái ví dụ dễ hiểu thế này, ví dụ đó là cái tên học trò kia nó giỏi đấy, nhỏ thầy dạy giỏi đấy, nói đúng hay sai? Thưa các vị, không đúng lắm. Tại vì ông giỏi dạy mấy cái đứa nó thiểu năng, nó không có năng lực phát triển trí tuệ. Ông dạy giỏi trở thành những nhà toán học thiên tài thì mới là thầy dạy giỏi đó. Thế thì cái giỏi tự thân anh chàng nó đã có nghe, thì sự thông minh nhất định nó đã có, cho nên cái sự khiêu gợi giúp đỡ bên ngoài mới bật sáng được cái năng lực trí tuệ từ bên trong thôi. Chứ còn nếu anh chàng nó không có trí tuệ thì đừng có hòng, đừng có nói rằng thầy nó giỏi chứ không. Cho nên đúng nguyên tắc là các vị tu mà giỏi thì không cần cảm ơn thầy, học Phật pháp cho hay cũng không cần phải tri ân thầy quyết định làm chi. Tại sao? Nguyên tắc là vậy. Bên trong các vị mà không có cái nội lực tu, không có cái khả năng trí tuệ, không có niềm đam mê Phật pháp thì đố mà học được Phật pháp. Từ cái điều này, thế các vị quy chiếu là cái điều mình đang nói là bên trong các vị có sẵn các phẩm chất trí tuệ rồi. Cho nên những lời Đức Thế Tôn dạy nó dính vào tâm ta, ta có niềm tin vững chắc với điều này. Ta chỉ làm một việc đó là cho phép năng lực trí tuệ mình nó có mặt, mời gọi nó lên. Thế thì nó có khả năng chiếu phá phiền não, đoạn sạch vô minh, chứng nghiệm, giải thoát. Điều này không phải mình nói, điều này Đức Thế Tôn từng tuyên bố nghe. Sau khi thành đạo rồi, Ngài nói một câu, Ngài bảo rằng là ta dùng con mắt của Như Lai sau khi chứng ngộ rồi thì thấy mọi người trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai nghe. Các vị có đủ hai phần, đức tướng là một, trí tuệ là hai. Đức tướng là chi? Là các phần bên ngoài, tức là cách xử sự của các vị, lòng từ ái của các vị, tâm vị tha của các vị, sự thương người của các vị, lương tâm của các vị, cái cư xử rất là nhân văn của các vị, cái đó nó rất là dễ dàng hiển lộ. Thế nhưng mà nó hiển lộ được không là do năng lượng bên trong nha. Khi có trí tuệ bên trong phát sáng rồi thì cái khả năng của các vị hiển hiện nó rất là dễ. Ví dụ, mình học Phật tới nơi tới chốn, tâm mình đã lành, đã thuần rồi. Thế thì cách xử sự của mình tự nhiên là không cần ai bài biểu mà tự nhiên mình xử sự với người rất là gì? Hòa ái, đầm thắm, dễ thương. Nói những lời dịu ngọt chứ không có nói cái đùng như là sáng cái chài cái đầu người ta bao giờ. Có tu là tự nhiên nó đổi thay thôi. Nội lực bên trong anh huân tập được, anh có cái phẩm chất tu rồi thì cách xử sự của anh, ngôn ngữ của anh, hoặc anh suy nghĩ về người, anh không hề gán ghép, không hề chụp mũ, không hề phán xét, không hề phê bình, không hề căm ghét. Chuyện phải vậy thôi. Còn nếu tâm mình nó tràn đầy sự giận dữ bất an thì mình nhìn người là mình căm ghét, nhìn là ganh tị, nhìn là phán xét, nhìn là đắng cay trong lòng rồi. Người ta xấu hơn mình thì mình khinh thường, người ta đẹp hơn mình thì mình ganh tị. Người ta hạnh phúc hơn mình thì giống như là ta giật gì của mình, nhưng mà có họ có giật chi đâu. Họ hạnh phúc là do phước của họ chứ. Thế nhưng mà nhìn người ta hạnh phúc, ta được chồng thương, vợ quý, con có hiếu là mình cảm thấy lòng mình rất là cay đắng như muối sát vào lòng. Thế thì thưa các vị, tâm ta khi có năng lực trí tuệ thì cách hành xử ta nó theo đó mà nó đổi thay. Cho nên thưa các vị, Thế Tôn thành đạo rồi thì Ngài quan sát một vòng hành tinh này. Mọi con người, mọi sinh linh bên đây đều có cái chi? Đức tướng và trí tuệ Như Lai. Đây là cái điều diễn đạt cho dễ hiểu. Thế là đi vào pháp hành trì. Thế nào là đức tướng trí tuệ Như Lai khi ta ứng dụng nó trong pháp hành trì? Giờ mình đi tới phần thứ ba nha. Ứng dụng.
là ứng dụng vào sự tu tập. Không nói được cái này là nói hoài trong tới 2 giờ luôn. Không hạt vàng. Thế các vị đầu tiên ứng dụng trí tuệ vào sự tu tập. Ở mức độ cạn nhất thôi. Xin thưa với nhau rằng trí tuệ nó không phải là cái món quà cho không. Nó không phải là của hời nữa. Mình học nó đất Mỹ này là mọi thứ đều có cái giá của nó, phải không? Không có thứ chi của Mỹ mà không có thuế. Làm rằng mình làm, mình đóng tiền thuế rồi đó, nhưng mà bỏ tiền ra, mình tới sống bên mua, thì cái thứ chi nó cũng tính tiền thuế cho nó cả. Thì các vị hiểu rằng là trí tuệ là của quý. Nó giúp cho xã hội phát triển nè, nó giúp cho con người nhân văn nè, nó giúp cho nền dân chủ luôn đi tới không dừng. Trong cái mặt tích cực của nó thì trí tuệ là của quý, ai cũng mong muốn cả. Thế nhưng mà nó không phải là cái của trên trời rớt xuống tự nhiên, anh tha hồ đó được mà xài. Do vậy cho nên khi một đứa bé mà nó muốn trở thành có chút trí thức giữa cuộc đời thì nó học trốn chết, phải không? Thế rồi chúng ta đến với đạo, con đường học Phật không phải tự nhiên mà chúng ta phát sáng được năng lực trí tuệ để có thể đoạn sạch phiền não, chứng nghiệm tự giác, thành tựu niết bàn nhé. Ngay cái chuyện học Phật bình thường thôi thì các vị hình dung rằng mình đầu tư bao nhiêu công sức để có thể thuộc một vài chú Đại Bi. Trẻ thì học còn nhanh chứ cái kiểu mấy bà cụ thì thưa các vị học trước câu trước bên sau. Cứ thiên thủ thiên nhãn vô ngày Đại Bi tâm đà la ni ra lên giường ngủ cái quên mất. Sao ra bắt đầu học lại. Cứ vậy thôi. Thế thì khả năng trí tuệ đâu phải là của hời. Đây là điều xin thưa thứ nhất. Điều thứ hai, ta chỉ có thể làm được một điều nuôi dưỡng trí tuệ bằng ba con đường thôi nhé. Một là nghe, hai là suy nghĩ, tức là tâm vô lò học đó. Nghe, tư duy và tu tập. Ba cái điều này nó cùng tròn lại, nó tác động với nhau. Các vị nghe để nó là gì? Nó làm giàu có cho khả năng tư duy của các vị, quán chiếu của các vị. Rồi khả năng tư duy quán chiếu chúng ta mà chín chắn rồi thì khả năng tu tập đoạn phiền não chúng ta bỏ những cái ưu tư phiền muộn rất dễ. Khi cái trình độ tri thức ta nó vươn đến một tầm cao, thưa các vị, mình rất là dễ bắt được những cái điều Đức Thế Tôn dạy trong giáo pháp của Ngài. Trí tuệ mình chưa nâng được đến tầm cao là thưa các vị, ngay như ngữ nghĩa của Đức Phật dạy chúng ta còn chưa phân biệt được, thế thì làm sao có thể ứng dụng nó trong cái việc là đoạn trừ phiền não, bỏ mất khổ đau, quán chiếu để thấu ngộ được vô thượng. Do vậy cho nên ba phương pháp này nó khởi đầu để chúng ta đi vào cái sự tu tập. Điều thứ hai, cái sự lợi ích của nó là thế này, thưa các vị. Cái niềm đam mê nhân thế như là những trò vui thế sự, thưa các vị, nó làm cho người ta dễ chán. Và nó cũng làm cho sức khỏe người ta suy hao rất dễ. Nhưng mà cái loại đam mê tu học thì nó lại không có chỗ chán ngay. Các vị càng học Phật Pháp, các vị càng thấy cái niềm vui, sự hưng phấn càng dâng lên bên trong các vị. Điều thứ hai, khi các vị tu học Phật Pháp rồi, các vị thấy là cuộc đời mình nó đổi thay từng ngày và mình không lường được, tự nhiên nó phải thay đổi thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, khi có sự tu học rồi thì các vị không có trống trải, lòng các vị luôn tràn đầy, không có sự trống vắng, không có cần phải lấp đầy nó bằng cái thứ trò chơi nào giữa nhân thế cả. Điều thứ tư, khi có sự tu học rồi, thưa các vị, cái phẩm chất đời sống càng ngày càng nhân lên, cái nhân cách của các vị càng ngày đổi thay theo cái chiều hướng rất là tích cực, cho nên thưa các vị, cái sự cao quý giữa đời người này nó càng ngày càng được chứng nghiệm thôi, không có gì khó hiểu cả. Mình bình thường mình không tu học, có khi mình dễ sân si, có khi mình phiền muộn mất an. Thế nhưng mà rồi cái công phu tu học nó thấm vào các vị thì phiền muộn nó rơi hết. Các vị đã làm được một điều là mang hạnh phúc đến cho chính mình, cho người thân. Rồi các vị tiếp xúc và bằng hữu bằng một nhân cách có tu học, cho nên cái sự
tôn trọng của người nó rất là đặc thù dành cho các vị. Người tu chúng ta mà không tu, không học, không quán chiếu, không hành trì, thưa các vị, chừng như chúng ta chỉ đổ thai hình thức chơi vui thôi. Hình thức đổ thai mà tâm không đổ thai thì hình thức bị ô uế nha. Thế cho nên, thưa các vị, ngay cái việc tu học rất là cạn. Ở bước đầu ta vô lậu học thôi, trên văn tự chữ nghĩa thôi, thì các vị thấy tới 4-5 phần lợi ích nó đến với các vị. Thế là đi vô sự thực tập để quán chiếu cái chuyển hóa phiền não. Mình vừa thưa với các vị rằng cái năng lực trí tuệ trong bên trong các vị đã có nha, cái phẩm chất Phật bên trong các vị đã có. Do vậy cho nên mình đọc kinh, mình đam mê, mình tu những điều Đức Phật dạy, mình cảm thấy lòng mình nó tràn đầy hỷ lạc. Chứ bằng không thì bên trong này không có thì không cách chi các vị có được cái niềm vui như tu học cả. Rồi bây giờ cái việc quan trọng là cái gì thì gọi là năng lực trí tuệ tự nội đang có sẵn ở các vị đây. Thưa các vị, cái tâm bất động vô sinh bất diệt đang chiếu sáng không lúc nào vắng mặt, đó được gọi là năng lực trí tuệ thực hữu của các vị nghe. Và cái điều này nó đơn giản đến nỗi là các vị khéo một chút, các vị quay lại thì nhận ra ngay. Thế nào là khéo quay lại, khéo nhận? Ta hình dung rằng là đây là phiền não nè, đây là lo âu nè, đây là sầu khổ, đây là bất an nè. Tất cả điều đó nó luôn sinh khởi trong ta và không một con người nào giữa trần gian này mà không có nó nghe. Lo âu, phiền muộn, bất an, sầu tủi, căm giận luôn có mặt trong ta. Có điều mình vụng về cho nên mình làm phàm phu thôi, còn mình thông minh một chút xíu thôi là mình thành Phật. Cách nhau có sự thông minh và không thông minh đó nghe. Thế nào là vụng về, thế nào là thông minh? Thưa các vị, do vì cái chấp trước ta là bản ngã, ta là buồn vui, ta là sự suy nghĩ, cho nên mình cứ đồng nhất mình vào những thứ ấy, cho nên mình là phàm phu. Các vị ngộ ra một điều, đây là cái bước chuyển như một bước nhảy lượng tử, đó là khi các vị ngộ ra rằng là phiền não đang sinh đang diệt, nhưng mà ta còn một phần rất quan trọng là con người đang quan sát những phiền não đến đi đây. Điều này, thưa các vị, nó là cái việc có thể kinh nghiệm được, ai cũng có thể trải nghiệm được điều này. Không có gì đâu. Khi buồn đến, tôi lặng lẽ tôi nhìn đây là cái buồn. Vui đến, tôi lặng lẽ tôi nhìn đây là cái buồn của tôi, mà không phải là tôi nghe. Buồn thì sinh và diệt đến là đi, nhưng mà cái con người quan sát buồn thì chưa từng đến đi sinh diệt chi cả. Cái chính là trí tuệ tự nội. Cái từ khác người ta gọi nó là thể niết bàn của các vị, là Phật thật của các vị, là tâm bất động của các vị, là Đức Như Lai trong các vị, là Đức Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức nơi các vị. Mình tu vãng sinh, thưa các vị, theo truyền thống Tịnh Tông đó là ngay bây giờ, ngay thứ khác các vị liền vãng sinh ngay nơi cảnh giới A Di Đà, ngồi trên tòa sen ngay. Khi các vị làm được điều này, thế nên, thế là chúng là đoạn trừ phiền não bằng cái con đường thực tập. Cả nhất là chúng ta học theo lý đạo Phật, nhưng mà trực tiếp nhất, sâu xa nhất và thành đạt vô cùng dễ là các vị hãy có những phút giây trầm tư tĩnh tại, ngồi yên bình tĩnh lặng lại. Khi có buồn ta hãy nhận diện đây là cái buồn. Khi có bất an ta hãy nhìn cái gì là cái bất an trong ta. Sự thực tập này ta có quyền chia nó ra là hai bước. Bước đầu đó là chê. Khi có cái buồn, có cái giận, các vị thử hỏi cái gì đang buồn, cái gì đang giận, cái gì đang bất an. Các vị thử trầm tư lại, hỏi cái gì đang buồn, chúng ta hãy nhìn lại mình ra. Giống như là đang quan sát kỹ từ chân tơ, cái tóc của tự nội. Có cái buồn nó đang ở đâu, nó đang trốn ở đâu. Và các vị chỉ cần dừng lại và nhìn thì cái buồn nó nhẹ nhàng biến mất thôi, không có cách chi nó tồn tại được cả. Và điều thứ hai,
Khi các vị nhận diện đây là buồn, tôi là người đang quan sát buồn, thì các vị đang đi vào pháp hành trì. Sẽ tới một lúc cái buồn, cái vui nó biến mất không còn, chỉ còn lại cái con người rỗng sáng tự nhiên đang quan sát mà thôi. Giống như đầu tiên người ta nhìn vào bầu trời, ta thấy này mây, này sương mù, này bụi bay, này khói bụi, khói mờ. Thế nhưng mà sẽ có một lúc tất cả những cái đối tượng bị nhìn đó nó vắng mặt, nó không còn nữa, chỉ còn một quãng trời trong xanh, sáng rỡ, xuyên suốt ngàn vạn dãy thiên hà. Thì tâm ta như vậy nhé, ta khéo an trú các thực tâm điều này thì các vị chứng nghiệm được tự tâm của các vị tràn đầy năng lượng trí tuệ. Rồi khi an trú được trong trạng thái tâm tu tập như thế này, thưa các vị, là cái khả năng bén nhạy, bẩn nhạy của các vị tự nhiên nó sinh khởi một cách rất là bình thường, rất bình thường. Khi mình có khả năng an trú được trong pháp tu như thế này, thưa các vị, thì cái nhân cách của ta, cư xử của ta, nói năng của ta, nghĩ suy của ta, tự nhiên nó từ cái nguồn tâm bất động vậy nó tuôn chảy. Cho nên không có sự ô uế của tâm thức khi quán sát người, không có những ngôn ngữ xúc phạm tình thường khi nói năng với người. Hành xử của các vị, thưa, nó vô cùng là hòa điệu, dễ thương nhé. Tự nhiên là ta đầm thắm, ta tĩnh tại, ta an hòa trong cái đi, trong cái đứng, trong cái nói, trong cái cười. Tự nhiên là không muốn thành người cao quý cũng thành người cao quý. Có khi người ta đòi, thưa các vị, là tổng thống là ta phải học để có được cái nhân cách cư xử cho ra vẻ một người, một lãnh tụ, lãnh đạo đất nước chứ. Các vị nhìn thấy Obama về châu Cá ăn Việt Nam á, ông nắm một nhóm thức ăn và ông liền nè. Rất ư là chi? Dùng cái nhìn của người tu Phật thì rất ư đầm thấm, rất ư tỉnh tại, rất có chánh niệm, rất là thiền vị ngay. Hoặc là uống bưng một cốc nước uống, hoặc là ăn uống chan cá để đôi đũa thôi, các vị thấy lịch sự, văn hóa, đẹp đẽ và lịch thiệp vô cùng. Còn người Việt chúng ta thì nóng. Thưa các vị, rõ ràng là nếu không học thì ta không thể có được nhân cách cao quý. Và nếu học mà tâm ta không đổi thay thì không có nhân cách cao quý. Trong khi đó các vị đi vào con đường học Phật, các vị tu tập, tự nhiên là các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười. Cung cách hành xử của các vị giữa trần đời này nó tỏa sáng ấy, như những ngôi sao màn ảnh. Tài tử điện ảnh nó học nhiều lắm, nó đóng được phim, nó thành ngôi sao điện ảnh, phải không? Các vị không cần tu thôi, thành ngôi sao điện ảnh. Tóm lại, thưa đại chúng, là bài kinh vô cú này rất là hay. Và cái điều mình nhắc thường xuyên đó là các vị học thuộc lòng và chiêm nghiệm. Kỳ thực rằng là học thuộc lòng một bài kinh pháp cú không có tốn bao nhiêu phút cả. Nhưng mà nó làm cái gì? Nó làm thành cái năng lực trí tuệ. Ta chưa có trí tuệ nhiều cho nên ta hãy mượn trí tuệ Đức Thế Tôn để làm giàu làm có cái kho tàng trí tuệ của mình nhé. Mình là người Phật tử và mình là người xuất gia mà không thuộc một câu kinh thì rất là bất hiếu với Đức Thế Tôn à. Đừng có nghĩ rằng là mình già cỡ như mấy cô đây rồi không học, thứ không phải học à. Và khi các vị thuộc lòng một câu kinh, những buổi thiền tập các vị chỉ cần ngồi để câu kinh phía trước rồi mình quán chiếu nương theo lời dạy của Phật để làm tăng trưởng trí tuệ bên trong. Điều thứ hai, cái món quà của trí tuệ tăng trưởng đó là các vị tự nhiên cảm thấy là đời sống mình nó tràn ngập niềm vui đó. Tu học Phật Pháp là một loại niềm vui không thể có cái chi bị được cả. Ta có được niềm vui như cuộc đời, ta đã lời vô cùng rồi. Mà không thì cuộc đời mình á chìm ngập trong buồn phiền, trong lo âu, trong bất an, trong buồn giận thì tội nghiệp mình nhé. Nhất là càng già rồi các vị càng phải tu học để cho cuộc đời mình nó không có phí phạm. Người ta trẻ thì thôi, người ta luyện mất.
tuổi thọ của người ta trong cái đống bùn nhùn bùn phiền còn tha được, còn mình già cái thời gian sống mình không còn nhiều đâu. Thế thì cái điều thứ hai của cái luận đó là tu học Phật Pháp là cho lòng nó bị tràn đầy niềm vui. Điều thứ ba, thưa đại chúng, có thể là trong kiếp này chúng ta chưa có hoàn thiện được con đường liễu đạt được sinh tử, chấm dứt tử sinh. Nhưng mà các vị cứ yên tâm, quân cái hạt giống tâm bảo vào tâm thức rồi thì đời đời kiếp kiếp sinh ra không mất chủng nhân lành này. Để các vị lay quay, các vị có mặt là lần thứ hai, các vị đỡ mất công học Phật Pháp. Lúc bây giờ thì Phật Pháp từ trong tự tâm các vị nó tuôn ra cuồn cuộn, rồi đóng góp được cho chánh pháp của Đức Như Lai sáng được trong cuộc đời này để đời ơn chư Phật. Thế Tôn đã trải hà sanh kiếp tu Bồ Tát hạnh, mong muốn rằng là truyền đạt chánh pháp để cứu hành tinh này, để cho con người đừng lâm vào tình trạng khổ đau, thất vọng, thù hận, chán ghét và đốt cháy hành tinh này. Ngài muốn tặng một cái điều, một cái sự sống rất là màu nhiệm tuyệt vời, an lạc hạnh phúc cho con người. Sự có mặt của Ngài, Ngài không thể làm cho chánh pháp tỏa rộng được nếu không có từng thế hệ Phật tử chúng ta tu học. Thế cho nên tu học là một cách đền ơn Phật, tu học là một cách làm cho mình tỏ sáng, tu học là một cách làm cho chánh pháp được trải mãi trong nhân gian để giúp cho bao người bớt khổ. 11:30 rồi. Dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Và việc phải làm, mời chắp tay và hướng ra. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ biển vô tận thể nguyện toàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Xin đại chúng giữ chân sau đó một tí. Hôm nay cái nhóm Phật tử có mang mấy cái DVD, CD không? Một cái DVD và một cái CD cúng dường cho đại chúng ở đây. Cái DVD này mình nhớ rằng là mình dạy Kinh Pháp Cú lần rồi, cũng bài Kinh Pháp Cú ở đây. Hôm nay mình dạy đoạn thứ hai, ta trách nhiệm với ta, tức là mình có chịu trách nhiệm với chính mình. Hôm nay thì đoạn thứ hai, hy vọng rằng là các em nó sẽ làm cái bài kinh Pháp Cú này. Địa thứ hai có nghĩa là